Ông Putin ký sắc lệnh bồi thường cho binh sĩ tử trận ở Ukraine. Tổng thống Putin thông báo gia đình quân nhân Nga tử trận ở Ukraine và Syria sẽ được nhận 5 triệu rúp, tương đương 81.500 đô la Mỹ. Gia đình các binh sĩ quân đội, lính vệ binh quốc gia hoặc cảnh sát đặc nhiệm thiệt mạng khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Ukraine, cũng như làm nhiệm vụ ở Syria sẽ được bồi thường khoản tiền 5 triệu rúp. Sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt và công bố hôm nay có đoạn viết. Khoản bồi thường cũng được áp dụng đối với những quân nhân qua đời trong vòng 1 năm sau khi giải ngũ do thương tích hoặc bệnh tật trong quá trình làm nhiệm vụ. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine. Sau hơn 100 ngày giao tranh, chiến sự chuyển sang thế giằng co tại vùng Donbass miền đông Ukraine khi lực lượng Nga và phe ly khai tìm cách kiểm soát thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk. Lực lượng Nga đang đẩy mạnh đá tiến lên phía bắc sông Siversky Donetsk và được cho là sắp tiến công thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk. Sloviansk có vị trí chiến lược tại miền đông Ukraine, từng là trọng điểm giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai khi xung đột bùng phát hồi năm 2014. Nga không cập nhật số liệu thương vong của binh sĩ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ ngày 25 tháng 3, thời điểm Moscow nói rằng 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương sau một tháng chiến sự. Giới chức Ukraine cho rằng hơn 30.000 lính Nga đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Anh ngày 6 tháng 6 cho biết Nga dường như chịu tổn thất đáng kể về sĩ quan cấp trung và cấp thấp ở Ukraine. Ước tính Moscow đã mất 15.000 binh sĩ.